Cập nhật bầu cử Hoa Kỳ mới nhất ngày 30 tháng 10 Cựu Tổng thống Trump tung vũ khí bí mật bứt phá mạnh mẽ trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc Quý vị thân mến, khi ngày bầu cử chỉ còn cách một tuần nữa, cuộc đua giành chức Tổng thống giữa ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Dân chủ Kamala Harris không thể xích sao hơn. Hầu hết các nhà phân tích chính trị tin rằng 7 tiểu bang chiến trường Arizona, Georgia, Michigan Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin sẽ quyết định ai sẽ chiếm giữ tòa Bạch ốc trong 4 năm tới. Sau đây là bảng phân tích kết quả thăm dò ý kiến gần đây của từng tiểu bang. Arizona, tổng thống Trump dường như đang có kết quả thăm dò tốt ở một tiểu bang mà ông chỉ thua Joe Biden 10.457 phiếu bầu vào năm 2020, nhưng đã giành chiến thắng vào năm 2016. Một cuộc thăm dò của Alston công bố hôm thứ Ba cho thấy Trump dẫn trước 50,6% so với 46,4%, một lợi thế nằm ngoài biên độ sai số của cuộc thăm dò là cộng trừ 3 điểm phần trăm. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò của CNN công bố hôm thứ Ba cho thấy Harris dẫn trước Trump 48% so với 47%. Georgia một cuộc thăm dò của Alaskan công bố hôm thứ Ba cho thấy Tổng thống Trump dẫn trước 50,2% so với 47,1%. Một lợi thế nằm trong biên độ sai số của cuộc thăm dò là cộng trừ 3 điểm phần trăm. Một cuộc thăm dò của Redfin and Wilton Strategy cho tờ The Telegraph công bố hôm thứ Ba cho thấy Tổng thống Trump dẫn trước 48% so với 47%. Michigan, một cuộc thăm dò của Emerson College công bố hôm thứ Ba cho thấy Tổng thống Trump dẫn trước 49% so với 48%. Một cuộc thăm dò của Alaskan công bố hôm thứ Ba cho thấy Trump dẫn trước 49,2% so với 47,9%. Và một cuộc thăm dò của Redfin and Wooten Strategy cho The Telegraph công bố hôm thứ Ba cho thấy Harris dẫn trước 49% so với 48%. Nevada Harris dẫn trước xích sao 47,8% so với 47,6% trong cuộc thăm dò của Trafalgar Group công bố hôm thứ Ba. Một cuộc thăm dò của CNN công bố hôm thứ Ba cho thấy Tổng thống Trump dẫn trước 48% so với 47% và một cuộc thăm dò của Alex Chantel công bố hôm thứ Ba cho thấy Tổng thống Trump dẫn trước 48,4% so với 47,5%. Bắc Carolina một cuộc thăm dò của Trafalgar Group công bố hôm thứ ba cho thấy tổng thống Trump đã nới rộng khoảng cách dẫn trước Harris lên 3,2 điểm, 49,4% so với 46,2%, ngoài biên độ sai số cộng trừ 2,9 điểm. Trong cuộc thăm dò trước đó của nhóm vào ngày 15 tháng 10, khoảng cách dẫn trước của Trump chỉ là 1,9 điểm, 46,5% so với 44,6%. Một cuộc thăm dò của Alasuntel công bố hôm thứ Ba cho thấy Harris dẫn trước 48,5% so với 48,4%. Pennsylvania Trong một tiểu bang mà nhiều người tin rằng phải thắng để vào tòa bạch ốc, một cuộc thăm dò của Redfin and Wilton Strategy cho tờ The Telegraph công bố hôm thứ Ba cho thấy các ứng cử viên hòa nhau với 48%, với 2% trả lời không biết khi được hỏi họ sẽ bỏ phiếu cho ai. Một cuộc thăm dò của Alastair Tell công bố hôm thứ ba cho thấy tổng thống Trump dẫn trước 48,7% so với 46,6%. Wisconsin, cuộc thăm dò của Redfin and Wilton Strategy cho tờ The Telegraph công bố hôm thứ ba cho thấy Harris dẫn trước 48% so với 47%. Cuộc thăm dò của Alastair Tell công bố hôm thứ ba cho thấy Trump dẫn trước 48,7% so với 48,1%. Tiết lộ vũ khí giúp cựu tổng thống Trump trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua tới tòa Bạch ốc. Cỗ máy truyền thông cánh hữu đã thuyết phục thành công một nửa cử tri Hoa Kỳ giúp tổng thống Trump tạo dựng hình ảnh như một ứng viên bình thường và là một nhà lãnh đạo có năng lực. Theo Project Syndicate, các cơ quan truyền thông cánh hữu như Fox News đã làm rất tốt trong việc giúp ứng viên Cộng hòa Donald Trump chống lại ảnh hưởng của Đảng dân chủ. Các kết quả thăm dò toàn quốc gần đây đều cho thấy sự cân bằng giữa hai ứng viên, thậm chí ông Trump còn dẫn trước một chút ứng viên dân chủ Kamala Harris trong một số khảo sát. Đây là minh chứng cho sức mạnh của truyền thông cánh hữu khi họ có thể thuyết phục cử tri tin vào phong trào làm nước Hoa Kỳ vĩ đại trở lại, MAGA, cũng như cho thấy ông Trump là một tổng thống phù hợp hơn so với bà Harris. Trên thực tế, không phải tất cả cử tri Cộng hòa đều đồng tình với các chính sách của tổng thống Trump. Tuy vậy, truyền thông cánh hữu đã tập trung xoay vào chính sách thuế và chương trình chi tiêu của chính quyền đương nhiệm, vấn đề gây ra tranh cãi lớn với người dân Hoa Kỳ. Việc liên tục đưa tin vào vấn đề này đã giúp ông Trump thu hút thêm một lượng lớn cử tri những người không đồng tình với nhiều chính sách của Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ. Năm 2016, Tổng thống Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bằng cách chiếm lĩnh hệ sinh thái truyền thông ở Hoa Kỳ. Tại thời điểm đó, những tuyên bố điên rồ của ông Trump được coi là sự thẳng thắn khác biệt hoàn toàn so với các vị chính trị gia truyền thống. Tuy vậy, phong cách bình luận của ông Trump đã không còn tạo ra hiệu ứng lớn ở thời điểm hiện tại và truyền thông cảnh hữu không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho cựu Tổng thống luôn nhận được sự chú ý. Trên thực tế, các cơ quan truyền thông cánh tả và đảng dân chủ đã không thể tạo ra những cú hích lớn như đối thủ. Các kế hoạch của họ vẫn tỏ ra cứng nhắc và không muốn sử dụng các phương thức mới để thúc đẩy chương trình nghị sự có thể thấy rõ, truyền thông cánh hữu là một vũ khí không mấy bí mật của ông Trump, nhưng nó đã đem lại hiệu quả tính tới thời điểm này. Trong khoảng một tuần tới, chúng ta sẽ biết được liệu vũ khí này có thể giúp Tổng thống Trump trở lại tòa bạch ốc lần thứ hai hay không. Tại sao ông Trump thăm hai bang ủng hộ Đảng Dân Chủ khi cận kề ngày bầu cử trong tuần lễ cuối cùng, trước ngày bầu cử ngày 5 tháng 11, cựu Tổng thống Donald Trump đang dành thời gian ghé thăm hai tiểu bang có xu hướng bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, chứ không phải ở bảy tiểu bang chiến trường quan trọng vốn có khả năng quyết định xem liệu ông Trump đề cử viên cho vị trí Tổng thống của Đảng Cộng Hòa hay bà Kamala Harris đề cử viên cho vị trí Tổng thống của Đảng Dân Chủ đắc cử trở thành Tổng thống thứ 47 của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ. Tại sao ông Trump có lựa chọn như vậy vào trạng nước rút trong cuộc đua vào tòa bạch ốc năm 2024? Vào thứ năm ngày 31 tháng 10 đúng vào dịp lễ Halloween, cựu tổng thống Trump dự kiến sẽ tổ chức một buổi vận động tranh cử tại tiểu bang New Mexico và ngay sau đó vào hôm thứ bảy ngày 2 tháng 11, ông dự kiến sẽ ghé thăm tiểu bang Virginia. Cả hai tiểu bang này từng là những tiểu bang chiến trường quan trọng trong các cuộc bầu cử tổng thống trước đây nhưng đã chuyển hướng ủng hộ hoàn toàn đảng dân chủ trong hai thập kỷ qua. Thực tế lần cuối cùng một đề cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa giành chiến thắng tại cả hai tiểu bang này đã diễn ra cách đây 20 năm, thời điểm tổng thống George W. Bush tái đắc cử. Vậy tại sao khi thời gian đang trở nên vô cùng quý giá cho các buổi vận động tranh cử và đồng hồ đang nhanh chóng đếm ngược đến ngày bầu cử, ông Trump lại dành thời gian tranh cử ở New Mexico và Virginia? không giống như các buổi vận động tranh cử có quy mô lớn vào hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 10 vừa qua tại thành phố New York và vào hai tuần trước tại miền Nam California. Những tiểu bang vốn đã gắn bó vững chắc với đảng Dân Chủ mà chiến dịch của ông Trump không có khả năng lật ngược. Cựu Tổng thống Trump và đội ngũ của ông đã nhìn thấy cơ hội giành được chiến thắng ở hai tiểu bang Virginia và New Mexico. Bà Anna Kelly, phát ngôn viên của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, tuyên bố trong một thông cáo với đài Fox News rằng như tổng thống Trump đã nói, ông sẽ là tổng thống của tất cả người dân Hoa Kỳ, bao gồm cả những cử tri ở các tiểu bang có truyền thống ủng hộ Đảng dân chủ mà Kamala Harris và Đảng dân chủ đã bỏ mặc. Các chính sách tự do nguy hiểm của Kamala Harris đã khiến cử tri khắp Hoa Kỳ thất vọng, từ Bronx tới Virginia và New Mexico. Và đây là lý do tại sao tổng thống Trump đang trực tiếp mang thông điệp nước Hoa Kỳ trên hết của ông đến với người dân. Chưa có nhiều khảo sát ý kiến cử tri tại tiểu bang New Mexico, nhưng các cuộc khảo sát gần đây nhất cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump từ 5 đến 9 điểm phần trăm. Mặc dù có một khảo sát cho thấy cuộc chạy đua vào tòa Bạch ốc tại New Mexico đang rất sát sao để giành được 5 phiếu đại cử tri của tiểu bang này. Ông Daniel Garcia, phát ngôn viên của Đảng dân chủ New Mexico, khẳng định dứt khoát trong một thông cáo báo chí rằng Trump đang lãng phí thời gian của mình khi viếng thăm tiểu bang của chúng tôi, vì các khảo sát cho thấy người dân New Mexico sẽ tiếp tục phản đối chủ nghĩa cực đoan MAGA và ngôn từ chia rẽ của ông ấy khi đề cập đến buổi vận động tranh cử và đúng dịp lễ Halloween ngày 31 tháng 10 của cựu Tổng thống Trump tại thành phố Albuquerque. Ông Garcia đã không ngần ngại miệt mai ông Trump là một quả cam lớn tròn trịa sẽ xuất hiện tại Albuquerque vào ngày Halloween và chúng tôi không hề nói đến quả bí ngô. Ông Trump chưa từng tới thăm tiểu bang New Mexico trong 5 năm qua. Tình hình lại trở nên khác biệt tại tiểu bang Virginia, nơi cựu tổng thống đã tổ chức một buổi vận động tranh cử quy mô lớn ở góc đông nam của tiểu bang vào tháng 6. Vào hôm thứ Bảy ngày 2 tháng 11, ông Trump sẽ tổ chức một cuộc vận động tranh cử tại thành phố Salem, tiểu bang Virginia, ở góc phía tây nam, nơi cử tri có thiên hướng theo chủ nghĩa bảo thủ. Các cuộc khảo sát tại tiểu bang Virginia cho thấy bà Harris, đề cử viên cho vị trí tổng thống năm 2024 của đảng Dân Chủ, vẫn đang dẫn trước ông Trump từ 3 đến 6 điểm đến khoảng 10 đến 12 điểm phần trăm chúng tôi thực sự có cơ hội giành chiến thắng tại Virginia, một tiểu bang mà trong nhiều thập niên rồi Đảng Cộng Hòa chưa thể giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống. Ông Trump chia sẻ với các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Virginia trong một buổi vận động tranh cử trực tuyến vào tháng 9. Đó cũng là lập luận mà ông Glenn Duncan, thống đốc Đảng Cộng Hòa của tiểu bang Virginia đang đưa ra. Tuy nhiên có thể có một động lực khác khiến ông Trump ghé thăm Virginia. Vào hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 10, ông Trump đã không ngần ngại chỉ trích phán quyết của một thẩm phán liên bang yêu cầu Virginia khôi phục hơn 1.500 người trở lại danh sách cử tri của tiểu bang này. Sau đó, cựu Tổng thống Trump đã đưa ra cáo buộc nhưng không đưa ra bằng chứng rằng bà Kamala Harris đã đứng sau quyết định này, đồng thời lên án rằng đây là hành vi can thiệp bầu cử. Vào hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 10, tiểu bang Virginia đã gửi đơn yêu cầu tạm hoãn khẩn cấp đến tối cao Pháp viện Hoa Kỳ nhằm lật ngược phán quyết của tòa án cấp dưới. Phán quyết này yêu cầu tiểu bang tạm dừng nỗ lực loại bỏ những người bị nghi ngờ không phải là công dân Hoa Kỳ khỏi danh sách cử tri. Ông David Richard, chuyên gia khoa học chính trị kỳ cựu tại tiểu bang Virginia từ Đại học Linh Bực, chia sẻ với đài Fox News rằng Dựa trên các khảo sát tôi đang theo dõi không rõ liệu buổi vận động tranh cử này có giúp Trump giành chiến thắng tại Virginia hay không. Tuy nhiên tôi nghĩ ông ấy có tham vọng lớn hơn khi viếng thăm miền Trung Virginia. Tôi nghĩ ông ấy muốn lợi dụng phán quyết từ Pháp yêu cầu khôi phục lại những cử tri chưa đáp ứng yêu cầu quốc tịch hoặc chưa điền đúng vào ô thích hợp và bị bắt qua một cuộc rà soát chung các cử tri đăng ký tại Virginia. Điều này phù hợp với thông điệp nhất quán mà ông Trump thường nhấn mạnh về những di dân nhập cư bất hợp pháp cố gắng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Tôi nghĩ ông ấy đang hướng đến cử tri trên toàn quốc, không chỉ riêng Virginia, khi ghé thăm và tổ chức buổi vận động tranh cử ở đây. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.